Xem mến chào cô chú anh chị đã quay lại kênh mua bán Tiền Giang. Hiện tại Xem đang có mặt tại đường tỉnh lộ 864. Đây là thuộc địa bàn của xã Tam Bình của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Để quay giới thiệu đến cô chú anh chị gần xa một lô đất nền. Trước tiên để quay giới thiệu về con đường nha, hướng cô chú anh chị đang nhìn đó là hướng mình về đường xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy nha. Còn hướng ngược lại, hướng ngược lại là mình về hướng thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang, khoảng cách từ ngay cái vị trí lô đất nền này về tới thành phố Mỹ Tho là khoảng 15 cây số. Và cái lô đất nền mình muốn giới thiệu là cái lô đất nền này từ ngay vị trí bên đây, dài ngang qua bên đây là 6m và sâu vào là 98m. Hiện tại chủ đất gửi bán với giá là 1 tỷ 750 triệu. Đó ha, có cái chiều sâu là rất sâu luôn nha, ngang 6 dài 98 gần 100m đó. Đó, mình đi dài dài ra ngoài phía ngoài sau luôn, múc ngoài luôn. Từ ngay cái vị trí lô đất nền này mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh là khoảng cách của nó là khoảng 78 cây số nha. Đó, chú cò bay ra luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí của con đường nhựa tỉnh lộ 864 này thì hãy gọi xem theo số điện thoại là 0978 948 968. Xem sẽ dẫn cô chú anh chị đến xem đất, gặp chủ đất, có thể thương lượng nha. Có lẽ thương lượng gì mặt giấy tờ sang tên. Đất mình này chưa có thổ cư. Đó ha, giờ để mình quay về hướng mặt tiền lại cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn. Mặt tiền của mình quay về hướng bắc cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Đó, thuận tiện cho anh chị nào về kinh doanh đâu nha. Đây là đường tỉnh lộ mà giá chỉ có 1 tỷ 750 triệu à. Đó, đường xe chạy rất là nhiều là đông nha. Cho cô chú anh chị nào mà mình về mình kinh doanh á, buôn bán gì cũng được. Tỉnh lộ thì điện nước, wifi đều có đầy đủ hết nha. Luôn cả điện ba pha cũng có luôn. Do cái bề sâu nó vào rất sâu, bên trong thì bị cản trở một cái mương cho nên xem qua không được. Nhưng mà nói đại khái là ngang 6, đó là chính xác chứ không phải là đại khái gì nha. Ngang 6 là dài vào là 98. Đó, sâu mút đẳng luôn. Phía sau của mình là tầm bưởi, sabo. Còn đây là xung quanh. Một tỷ 750 triệu. Đường tỉnh lộ. Đó, nãy giờ cô chú anh chị thấy ha, chỉ có mấy phút thôi mà xe qua lại quá trời luôn. Đây, từ đây mà mình về tới ủy ban dân xã Tam Bình là khoảng 2 cây số nha. Đó, xung quanh đây đầy đủ như tiện ích luôn. Đó, để mình xây một vòng cho cô chú anh chị mình cùng xem. Đó, cái vị trí đất mình đó, ngang 6 dài 98, giá bán 1 tỷ 750 triệu, có thương lượng. Rồi, đến đây thì xem cũng xin kết thúc video luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị video tiếp theo.